Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Winner 1/10 lột xác cực kỳ chất, đi cùng với một biển số tử quỷ đỉnh của chớp. Cái chiếc Winner 1/10 hay được nhiều dân chơi gọi là Winner V1, thật sự chính là một trong những dòng xe con tay chưa bao giờ lỗi thời của hãng Honda, vì kiểu dáng rất lịch lãm, thanh thoát của nó. Chết mê chết mệt với nét đẹp ấy, người chủ của chiếc Winner V1 hôm nay quyết định đem cái chiếc xe cần của mình đi nâng cấp những trang bị, cho ra đời một phiên bản độ thẩm mỹ nhất với những món đồ chơi cho đến phòng biển số. Vì một cái gian chân trước bây giờ được nâng cấp một con heo đầy cơ bắp lên cái chiếc Winner 1/10 và được người chủ ưu ái khi bổ sung thêm cái chiếc cụm thắng đồ chơi, đem đến khả năng kiểm soát phanh tốt hơn. Cái sự lựa chọn anh em là tới cụm Rainbow Asset 17 Costa, dư sức điều khiển được con heo ở phía dưới một cách dễ dàng. Một trong những thứ làm mình thấy ấn tượng của chiếc Winner V1 hôm nay đó chính là các chi tiết được khoét là hoàn thiện một cách tỉ mỉ. Không chỉ bức cụm thắng Rainbow Asset 17 Costa mà đi cùng với cụm con Domino tụi em khi lắp cũng rất dễ bị cả cứng. Bởi vậy phải đo đạc cắt khoét dạng áo sao cho đủ cái không gian cho cái cụm thắng cũng như cái cụm con mà không lộ quá nhiều cái chi tiết thừa. Mâm chế nguyên bản giờ đây đã được hoàn thiện khi có sự quắn mặt, thay thế bởi cái cặp mâm Racer Boy dành cho cái chiếc là Exeter 115. Cái rắn và cái chiếc Winner 1/10 bắt buộc phải chế rất nhiều chi tiết. Đổi lại, cái cặp mâm này sẽ làm cho dàn chân trong thanh thoát đẹp hơn rất nhiều so với một cái giỏ là xài nhỏ. Với một con heo cơ bắp mà mình đã từng nói đến, đây chính là cái dòng Rainbow 4bis phối cùng với đi thắng nguyên bản của chiếc Winner 11. Toàn bộ chi tiết phát heo cũng như lòng đĩa CNC đi được nhuộm đen để nhường lại cái sự nổi bật cho cặp đôi heo đĩa đi cùng với ốc Titan. Cái dàn chân sau gấp mặt con heo Rainbow logo lớn được gắn thông qua phát CNC quay ngược, giúp người xem có thể dễ dàng quan sát con heo hơn, vì giờ đây nó không còn bị che khuất bởi cây bộ trên con xe. Hiệu năng nhún nhảy giờ đây trở nên êm ái hơn khá nhiều nhờ vào cây bộ YS G-Sport gắn như zin cho cái chiếc Winner 1/10. Nó cho phép người ở dụng chỉnh được cái độ hồi nhanh hay chậm của phục thông qua một cái núm chỉnh ở chân phục. Với một cây bộ của chiếc Winner X không chỉ đem thứ âm thanh quyến rũ hơn, mạnh mẽ hơn, uy lực hơn, mà còn khiến tổng thể chiếc xe trông đầy đặn hơn khá nhiều, không còn thư sinh như trước đây nữa. Như anh em đã thấy, cái con xe đây cho mình một cái biển số là 47, một biển số được nhiều anh em ước và sẽ đầy giá trị khi xác xe zin đã được nâng cấp gấp 2 lần so với thông thường. Exeter 155 lột xác với một chân chân hàng hiệu. Cái chiếc Exeter 154 số hôm nay hay được gọi là cái chiếc Exeter nhỏ, một cái tên rất quen thuộc anh em chơi xe này. Dù xuất hiện ở thị trường gần đã được 15 năm, nhưng cái dòng xe này vẫn được nhiều người săn đón nhiệt tình, mức giá cũng chạm là 30 củ một chiếc đã qua sử dụng thời điểm hiện tại. Đôi khi mức giá còn cao hơn những cái chiếc Exeter 1/10 bán lại. Sử dụng cho mình cụm thắng Rainbow Costa, đây là cái phiên bản nâng cấp từ cái dòng là Asset 19. Ngoại hình là khác biệt hoàn toàn, đi máy nhẹ nhàng hơn, góc cạnh hơn. Cái kích thước bộ tay thắng quá lớn nên buộc lòng người chủ khoét rộng cái phần dàn áo khá nhiều để không bị cạc cứng trong quá trình sử dụng. Kết hợp cùng tay con tích em làm nền cho có combo không chỉ chất lượng thẩm mỹ mà còn tăng cái độ giá trị hiệu năng con xe. Nhìn xuống dây chân trước, ta thấy cái sự đơn giản nhẹ nhàng nhưng được nâng cấp con heo thay bộ một ít logo lớn, mang tính cho người chủ rất là tinh tế. Khi được sơn lại logo đỏ cũng khá nổi bật, một cái tông màu bạc đã được bắt vào cái vụ trước thông qua mắt heo CNC có mức giá cũng 1 triệu đồng. Ở dùng địa trước của gaffer được bắt vào cái đùm trước thông qua cái lòng CNC tạo màu bằng ốc kỳ 5. Chiếc xe được nâng cấp phục Hardin bình dầu rời kích thước là 205, chuẩn cái size dành cho cái chiếc Exeter 5, giúp chiếc xe đầm ổn định hơn khá nhiều độ cao. Riêng cái phần tem xanh được người chủ chén lại tạo một điểm nhấn, chỉ cái phần bình dầu màu vàng cũng rất đặc trưng cái hiệu đến từ Hardin. Tổng thể chiếc xe được người chủ khai thác khá nhiều màu, dây ốc kỳ 5 cũng khá nổi bật, lốc máy cùng với ốc thâm nhất đồ chơi CNC xanh đỏ đi cùng với combo Titan cùng với những chi tiết tạo điểm nhấn khá quan trọng, giúp chiếc xe trở nên đẹp mắt hơn, giá trị hơn. Cái vỏ Michelin Zip Pro được thiết kế góc cạnh hơn, tuổi thọ thì cũng cao hơn nhờ kết cấu chắc chắn. Cái lớp cũng có khả năng bám tốt hơn khi chúng ta đi đường trường hoặc là đi đường trơn trượt, với hành trình chiếc xe được đảm bảo hơn. Kết hợp cùng với cái niềng Excel giúp cho dàn chân đơn giản, đầy đủ cái độ an toàn và thẩm mỹ.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Để kịp tiếp nhớ like và subscribe.